Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hải quân không quân Mỹ liên tục ra đòn nhằm vào Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tháng 5 này, lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng tất cả các tàu ngầm tiền phương của họ đều đồng loạt tiến hành các hoạt động ứng phó dự phòng ở Tây Thái Bình Dương để hậu thuẫn cho chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Lầu Năm Góc. Động thái này là để chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cũng phần nào bác bỏ quan niệm cho rằng Hải quân Hoa Kỳ đã bị suy yếu vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán chủng mới đang diễn ra. Theo tờ báo National Interest chia sẻ, Trung Quốc trong khoảng 2 tháng gần đây bị cáo buộc là gia tăng việc củng cố các đảo nhân tạo và bắt nạt các quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, giữa lúc phần lớn thế giới tập trung vào chống đại dịch. Và tàu ngầm Mỹ đã hiện diện tại Biển Đông như một răn đe đáng kể đối với động thái leo thang gần đây của Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu ngầm tấn công lớp SSN-789 USS Indiana của Hoa Kỳ. Tờ National Interest dẫn dặn một phóng sự của Honolulu Star cho hay có ít nhất có 7 tàu ngầm Mỹ, nhưng cũng có thể nhiều hơn, trong đó có 4 tàu ngầm tấn công, đóng quân ở đảo Guam. Tàu USS Alexandra đóng quân ở San Diego và các tàu đóng quân ở Hawaii tham gia vào hoạt động biểu dương sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực. Đồng thời cũng cho thấy rõ rằng Lầu Năm Góc có thể tiến hành các hoạt động linh hoạt và không thể đoán trước được. Thông thường, ít khi người ta nhìn thấy các tàu ngầm Mỹ. Vì vậy, khi Hải quân Hoa Kỳ quảng bá về sự hiện diện của lực lượng tàu ngầm, điều đó có nghĩa là Hải quân Hoa Kỳ đã có chủ ý đưa ra một thông điệp với đối phương. Ngoài ra, trong trường hợp này, động thái của Mỹ cũng có thể nhằm thể hiện rằng Mỹ vẫn linh hoạt tuy phải đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Hải quân Mỹ tuyên bố rằng các tàu ngầm của họ đang tiến hành huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và sử dụng các khả năng tác chiến trong lòng biển để hỗ trợ cho một loạt các nhiệm vụ. Lực lượng tàu ngầm của chúng tôi đã chứng minh hết lần này đến lần khác là họ sẵn sàng hoạt động mọi lúc, mọi nơi. Tư lệnh lực lượng tàu ngầm, chuẩn đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Blacker đã nói, theo bản tin của National Interest. Ông khẳng định lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương vẫn có sức mạnh chết chóc, đa năng và sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay. Và tàu ngầm được xem là một phần quan trọng trong việc duy trì cán cân và sức mạnh ở khu vực Tây Thái Bình Dương bao gồm Biển Đông, Hoa Nam, Biển Hoa Đông và lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân SSBN của Hải quân Hoa Kỳ vẫn là trọng tâm trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại cảng Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 3 năm 2020. Ba trong số các tàu ngầm thuộc Hạm đội 7 của Hoa Kỳ tham gia một cuộc tập trận tác chiến tiên tiến trong tháng này ở Biển Đông, Philippines. Trong đó bao gồm thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải, kịch bản chiến đấu trên mặt nước và trong lòng biển. Lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương của Mỹ có năng lực tác chiến chống ngầm, chống hạm, tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất, hoạt động tình báo, do thám, trinh sát và cảnh báo sớm, cũng như có khả năng tác chiến đặc biệt về răn đe chiến lược trên toàn thế giới. Hoạt động của chúng tôi là một minh chứng rằng chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích và quyền tự do của chúng ta theo luật pháp quốc tế, chuẩn đô đốc Coves đã nói, chỉ huy lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương đóng quân ở Trân Châu Cảng, nói trong một thông báo vào ngày 8 tháng 5. Tàu sân bay US Theodore Roosevelt đã tái xuất. Sức mạnh của Hải quân Mỹ tiếp tục hồi phục với việc tàu sân bay Theodore Roosevelt đã ra khơi trở lại vào cuối tuần này trước ngày lễ chiến sĩ trận vong vào ngày 25 tháng 5. Các quan chức hải quân cho biết vào hôm 19 tháng 5 được Fox News dẫn lại. Trước đó, dịch virus corona đã làm chiếc tàu chiến khổng lồ bị loại khỏi vòng chiến đấu trong gần 2 tháng vì hơn 1.000 lính thủy có kết quả xét nghiệm dương tính. Kể từ khi tàu sân bay này phải quay về cảng, Trung Quốc dường như đã lợi dụng tình hình và tăng cường quấy rối quân đội Hoa Kỳ cũng như các đồng minh của Mỹ trong khu vực trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Bản tin của Fox News đã biết như vậy. Kể từ giữa tháng 3, cùng thời điểm tàu sân bay Mỹ cập cảng đảo Guam, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã quấy rối máy bay trinh sát của Mỹ ít nhất 9 lần trên Biển Đông. Ông Red Wagner, Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuyên trách ở Đông Nam Á đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Các hành vi khiêu khích của Trung Quốc đã không chỉ diễn ra trên trời. Đây là hình ảnh tàu tuần dương hạm USS Capri, viết tắt là ECS-10, hoạt động gần
giàn khoan West Capella vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Khi tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia thuê giàn khoan West Capella để khai thác tại vùng biển trồng lấn mà Malaysia và Việt Nam cùng yêu sách chủ quyền, Trung Quốc bèn điều chiếc tàu hải dương địa chất 8 cùng với một đoàn tàu hải giám và dân quân biển đến. Địa điểm của West Capella hoạt động nằm bên trong đường lưỡi bò do Bắc Kinh vẽ ra. Đáp lại, Hoa Kỳ cho tàu tuần duyên tác chiến USS Capella đến khu vực và tuần tra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4. Ông Wagner cũng nhắc đến vụ quấy rối với tàu khu trục mang tên lửa điều hướng USS Mustin đóng quân ở Nhật Bản hồi tháng trước khi tàu này ở gần một nhóm tàu sân bay tấn công của Trung Quốc đang tuần tra qua Biển Đông. Một tàu hộ tống của Trung Quốc đã chạy một cách không an toàn và không chuyên nghiệp gần tàu của Mỹ, ông Wagner nói với Fox News. Trong một cuộc phỏng vấn với AP vào hôm 18 tháng 5, nói từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, thuyền trưởng Carlos bày tỏ rằng ông tự tin về khả năng con tàu sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ sau 2 tháng tạm dừng hoạt động ở đảo Guam. Ông nói, tôi nghĩ rằng chúng ta đã chuẩn bị các điều kiện để có xác suất thành công cao. Chúng tôi sẽ ra khơi và thực hiện nhiệm vụ của mình, theo tin của hãng AP. Các quan chức khác của Mỹ không muốn nêu tên cho AP biết, trong vài ngày tới, nếu mọi việc suôn sẻ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ tiến hành các hoạt động hải quân ở khu vực Thái Bình Dương trong một khoảng thời gian trước khi trở về cảng ở San Diego. Không lực Hoa Kỳ không đứng ngoài cuộc, theo tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Quân chủng này của Mỹ gần đây tăng cường các chuyến bay bằng máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bên trên các vùng biển gần Trung Quốc. Các chuyến bay đó diễn ra giữa lúc cả hải quân lẫn không quân Mỹ đều gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Hoàng Hải trong năm nay. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lại thông báo mới nhất của không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đăng trên tweet vào hôm thứ Ba ngày 20 tháng 5 cho biết các máy bay ném bom B-1 đã thực hiện một phi vụ ở Biển Đông chỉ vài ngày sau khi huấn luyện cùng Hải quân Hoa Kỳ gần Hawaii. Đây là hình ảnh máy bay ném bom B-1 của Hoa Kỳ. Phi vụ này có thể thể hiện độ tin cậy của lực lượng không quân Hoa Kỳ để ứng xử một môi trường an ninh đa dạng và bất định. Không lực Hoa Kỳ đã triển khai 4 máy bay ném bom B-1B và khoảng 200 lính không quân từ Texas đến căn cứ không quân Andres ở đảo Guam vào ngày 1 tháng 5. Không lực Hoa Kỳ cho biết việc điều động này là nhằm hỗ trợ không lực ở Thái Bình Dương để tiến hành huấn luyện và hoạt động với các đồng minh và đối tác. Không lực Hoa Kỳ đã điều 2 chiếc máy bay B-1B Lance tiến hành chuyến bay với chiều dài tổng cộng 32 giờ ở trên bờ Biển Đông vào ngày 29 tháng 4. Lực lượng này cũng luân phiên triển khai các máy bay ném bom B-1, B-2 và B-52, 3 loại máy bay ném bom chiến lược của không quân, bên cạnh các máy bay quân sự khác bay qua vùng biển tranh chấp gần Trung Quốc. Ông Song, một nhà bình luận về các vấn đề quân sự có văn phòng ở Hồng Kông, được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời nói rằng các chuyến bay thường xuyên của B-1 và B-52 không chỉ nhằm thể hiện sự hiện diện của quân đội Mỹ mà còn là những cuộc thao dượt hướng tới những trận chiến tiềm tàng trong tương lai. B-1 đang dần thay thế máy bay B-52 cần phải bay quanh vùng biển để biết rõ các điều kiện chiến trường, ông nói. Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng lún sâu vào một cuộc cạnh tranh toàn diện và tình hình còn xấu hơn thời chiến tranh lạnh Mỹ-Xô. Không thể loại trừ rủi ro xung đột quân sự ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, và nguy cơ vẫn đang leo thang, ông Song đã nói. Khả năng cuộc chiến trên Biển Đông định hình tại châu Á. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung với các binh sĩ trên khu vực trục hạm ở Biển Đông vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Một cuộc chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào ở Biển Đông, có thể định hình lại châu Á nói riêng và thế giới nói chung, trong bối cảnh cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều đang chuẩn bị cho kịch bản này. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông là phi pháp, nhưng các quan chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Bắc Kinh vẫn không ngừng khuyến khích các lực lượng của mình tấn công tàu hải quân Mỹ đang hoạt động hợp pháp tại vùng biển này. Có vẻ như Trung Quốc đang kích động một cuộc chiến tranh mà rất có thể sẽ khiến nước này phải gánh chịu hậu quả. Thế nhưng, cuộc chiến tranh đó sẽ không chỉ giới hạn vùng biển này mà cuối cùng có thể kết thúc bằng sự thay đổi chính trị ở Bắc Kinh. Đó là nhận định của giáo sư Kerry, là học giả nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan, cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và nghiên cứu viên cao cấp tại diễn đàn
Thái Bình Dương CSIS. Một sĩ quan của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần đây đã hô hào tàu hải quân PLA đâm chìm các tàu hải quân Mỹ đang thực thi các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Một sĩ quan khác thì kêu gọi đánh chìm hai tàu sân bay của Mỹ và tiêu diệt 10.000 lính Mỹ để buộc nước này phải rời khỏi vùng biển tranh chấp này. Tại một hội thảo ở Bắc Kinh do tờ Hoàn Cầu Thời báo tài trợ vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, Đại tá Không quân PLA Đới Húc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu An ninh và Hợp tác Hàng hải Trung Quốc tuyên bố, nếu tàu Mỹ còn tiếp tục xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc, đề nghị điều hai tàu chiến, một là để ngăn chặn và một để đâm chìm. Một sĩ quan cấp cao của Hải quân PAA của Trung Quốc sau đó đã kêu gọi đánh chìm hai tàu sân bay của Hải quân Mỹ để dọa, cho Mỹ phải sợ mà rời khỏi Biển Đông. Trong một bài phát biểu vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, chuẩn đô đốc La Viện, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc khẳng định yếu tố then chốt để Trung Quốc kiểm soát tình hình tại Biển Đông là sử dụng tên lửa hành trình đánh chìm hai tàu sân bay, tiêu diệt càng nhiều lính thủy đánh bộ Mỹ càng tốt. Đây là hình ảnh tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh và tàu hộ tống ở Biển Đông vào tháng 12 năm 2016. Trong lời hô hào tiêu diệt 10.000 lính Mỹ, ông tuyên bố, điều khiến Mỹ lo sợ nhất là bị thương vong, chúng ta sẽ thấy Mỹ sợ hãi như thế nào. Có thể có những ý kiến bao biện rằng thái độ hiếu chiến như vậy của các sĩ quan PLA của Trung Quốc cấp cao không phải là phản ánh chủ trương chính thức của Trung Quốc, hoặc đơn giản đây chỉ là một cuộc chiến tranh thông tin. Nhưng những lời biện hộ như vậy là không thỏa đáng. Không một ai trong số các sĩ quan cấp cao nói trên bị Trung Quốc công khai chỉ trích vì kích động chiến tranh, và Hải quân Trung Quốc vẫn có những hành động ngày càng nguy hiểm trên Biển Đông. Vào năm 2020, những dấu hiệu cảnh báo về chiến tranh từ Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trung Quốc đã để lộ các báo cáo cho rằng Tập Cận Bình ra lệnh cho PLA, tức là lực lượng quân đội Trung Quốc, dùng vũ lực để giành lại Đài Loan vào năm 2020. Bước sang năm 2020, Tập Cận Bình đã để mắt tới Biển Đông và coi đó là mục tiêu và cũng có thể đạt được trong năm nay. Hai mục tiêu đan xen mật thiết với nhau, trong đó Biển Đông là mục tiêu cần đạt trước. Và cách đây không lâu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra thông báo yêu cầu toàn bộ quân đội nhân dân Việt Nam phải rời khỏi các đảo mà đang đóng giữ. Và họ nói rằng đó là chủ quyền của họ. Ngày 26 tháng 1, Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông và thành lập một lực lượng đặc nhiệm bao gồm một tàu sân bay, 15 tàu chiến mặt nước và 10 tàu ngầm từ đảo Hải Nam tiến về phía Nam. Đồng thời, không quân của Trung Quốc đã triển khai 2 máy bay chiến đấu tới đảo Hải Nam và các căn cứ dọc bờ biển Đông Nam của Trung Quốc, bao gồm các phi đội Su-27 và FB-7 có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trên biển. Lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc được bố trí ở Đông Nam Trung Quốc đối diện với Đài Loan cũng được đặt trong tình trạng báo động cao và được bổ sung nhiều trung đoàn với các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Trên phạm vi toàn cầu, Bắc Kinh đã dàn dựng các cuộc biểu tình hòa bình quy mô lớn thông qua các tổ chức thuộc mặt trận thống nhất của họ tại những thành phố lớn. Đồng thời, nước này cũng tăng cường các cuộc tấn công mạng và bắt đầu các cuộc hoạt động phá hoại tại những nước thù địch nhằm làm gián đoạn các hoạt động quân sự và tiến trình ra quyết định cấp quốc gia của những nước đó. Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung đã định hình, cán cân quyền lực thế giới thời hậu viêm phổi Vũ Hán đang xoay chuyển và những ngòi nổ dường như đã phát đi những tia lửa từ Biển Đông chứ không phải từ nơi nào khác, và trong đó có khu vực Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2020 với bản tin Hải quân, không quân Mỹ liên tục ra đòn nhằm vào Trung Quốc ở Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de